cũng ổn rồi. À, như thường lệ cái người mà được trao cái cần câu cơm là sẽ ngồi cái ghế này để mình thấy rằng cái phần mình trao, phần giúp đỡ hỗ trợ cũng là rất là trang trọng. Xin mời anh Vũ. Và trong cái chờ đợi anh Vũ lên thì bà Ký cũng xin giới thiệu sự hiện diện của chị Dung Cá, cũng là người thường xuyên góp mặt của chương trình cần câu cơm của chúng ta hôm nay. Chị đến rất kịp thời. Dạ chị Dung hải sản. À, em xin mời anh nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, anh Năm ơi. Em mời anh Năm lên. Em mời anh Năm lên cho YouTube nó vui vẻ cái. Dạ em mời. Em mời anh chị Mộng Thuyền, rồi chị Kiều Tiên. À, xin mời anh Diễn Sơn, mình lên mình chụp tấm hình lưu niệm với lại anh. Hồi nãy anh Diễn Sơn vô lặng lẽ quá, em không thấy anh Diễn Sơn. Giờ em cũng xin chịu để anh. Xin mời mấy anh chị mình lên mình chụp tấm hình lưu niệm. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành chào. Xin mời chị Trúc Linh ạ. Xin mời chị dạ, em mời mấy anh chị lên để mình chụp tấm hình lưu niệm của chương trình. Anh chị mình cứ nhìn nhiều máy cho sao đó, hôm nay nhiều máy chụp tới 20 cái máy được. Dạ rồi. À rồi, em xin mời mấy anh chị mình nè an tọa để chương trình trao được câu cơm. Và bây giờ chúng ta bước vào chương trình chính của ngày hôm nay là trao cần câu cơm lần thứ 37 cho nghệ sĩ Đại Cô Vũ. Xin mời anh Bảo Kiếm được làm chương trình. Dạ, xin thay mặt cho chương trình cần câu cơm đọc cái số tiền để mà hỗ trợ cho anh nghệ sĩ Tài Bộ Vũ trị bệnh. Cũng xin thưa trước khi đọc thì Bảo Kiếm xin có thông báo, lần trước đã thông báo rồi, lần này cũng xin thông báo lại. Tức là chương trình chúng ta sẽ tổ chức lâu dài, lần này là lần thứ 37 rồi. Đó là cái sự quá bất ngờ đối với chương trình của anh sáng tạo ra cái chương trình này là anh Cổ Gia Trường. Mà cái đường dài thì cái kinh phí nó cũng khó khăn, bởi vì chúng ta làm gì cũng phải có một số kinh phí để trả tiền này nọ, dàn nhạc cũng đổ xăng thôi, dàn nhạc không có lấy một cái đồng tiền thù lao đâu mà hết. Cũng như âm thanh và cà phê rồi quý vị uống ở đây, chúng tôi mỗi chương trình xin trích ra 1 triệu. Rồi 1 triệu đó không đủ đâu, cũng vẫn bù vô để mà đó, nhưng mà gọi là để hỗ trợ cho đường dài chương trình để kéo dài lâu. Bây giờ chúng tôi xin tiến hành đọc số tiền. Nghệ sĩ Mộng Tuyền qua khôi sân khấu 3 triệu. Anh Quang Nhỏ đoàn Kim Trung Lâm hồi xưa cũng là đi chung với anh Vũ 2 triệu là 5 triệu. Tiệm vàng Kim Nga 2 triệu là 7 triệu. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy 1 triệu, 8 triệu. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn 1 triệu là 9 triệu. Nghệ sĩ Thị Linh 1 triệu là 10 triệu. Bác sĩ thẩm mỹ Phan Quốc Vinh 1 triệu là 11 triệu. Nghệ sĩ Kiều Tiên 1 triệu là 12 triệu.
Nghệ sĩ Thoại Mỹ 1 triệu 13 triệu. Nghệ sĩ Bình Trinh 1 triệu 14 triệu. Nghệ sĩ Minh Quân 1 triệu 15 triệu. Tác giả Đăng Minh 1 triệu 16 triệu. Quỹ Nghĩa Tình nghệ sĩ 1 triệu số tiền tăng lên 17 triệu. Nhạc sĩ Minh Trí 1 triệu 18 triệu. Nghệ sĩ Trúc Linh 1 triệu 19 triệu. Vợ chồng Tám Liều 518 triệu 500. Chị Dung Hải Sản 519 triệu. Nghệ sĩ Chí Vũ 519 triệu 500 ngàn. Dịch diễn viên kịch nói Trang Nhã 520 triệu chẳng. Con chị Hậu 520 triệu 500 ngàn. Nghệ sĩ Minh Minh Phụng 521 triệu. Bạn Hà Tuấn Kiệt 521 triệu 500. Nghệ sĩ Ngọc Tuyết 522 triệu. Nghệ sĩ Tấn Sang 522 triệu 500. Nghệ nhân Ba Phương 523 triệu. Nghệ sĩ Phương Thúy 523 triệu 500. Mem Long quảng cáo 500 200. Giờ là số điện 22 triệu 700. Hồng Quỳnh 500 là 23 triệu 200. Ca Thi Trần 100 đô la Mỹ. Và chúng tôi xin công bố số tiền cuối cùng. Anh Châu Tâm 100 là 23 triệu 300. Anh Trưởng 6 cháu chị Kiều Tiên 100 là 24 triệu 300 ngàn. Và 100 USD là của Ca Thi Trần. Và chúng tôi xin làm phép trích ra 1 triệu để cho anh Thủ ra trường lo chi phí. Vậy là cái số tiền là 23 triệu 200 và 100 đô la. Cái này là phụ 500 con cho họ cho cà phê. Và để cho và để cho chương trình thêm phần trang trọng, cũng như là để cho anh Tài Vũ Bổ được vui mừng, em xin mời anh Năm Thanh Tuấn và chị Mọi Tiền lên trao số tiền này cho Vũ nè. Anh Năm ơi, em trao tiền không? Anh trao cho anh Bụng. Dạ dạ. Bây giờ với tấm lòng tất cả của anh chị em đại gia đình nghệ sĩ, nhưng không phải nghệ sĩ, nhưng rất có tâm hồn thương nghệ sĩ, đã hỗ trợ chương trình Cần Câu Cô của Trần Đại Phú, tức là Hội Gia Trường, với số tiền là non 26 triệu trao cho Tài Vũ Bổ. Cho một tràng pháo tay của Lý ơi. Nhận đi bạn thì bệnh nha, nhận đi bệnh hết bệnh nha. Nghe không? Rồi. Nói không được, nói khó nói lắm. Thôi vậy, cảm ơn tất cả đại gia đình nghệ sĩ và tất cả những người có tấm lòng thương nghệ sĩ, không là nghệ sĩ nhưng rất thương nghệ sĩ. Lời chúc đại diện cho Tài Vũ Bổ và chương trình Cần Câu Cô, Cần Câu Cô. Chúc tất cả quý vị cùng toàn thể gia quyến luôn khỏe, thật khỏe, an lành, bình an và hạnh phúc. Quý vị đồng nghiệp, tất cả chúng ta đây, quý vị quý khách thì rất ít, mà quý vị đồng nghiệp rất nhiều. Tiền kính xin quý vị nới một chút để có thời gian để đến đây dự trong những tuần tiếp nối, và bỏ một chút tâm lòng để giúp đỡ cho nghệ sĩ của chúng tôi. Những nghệ sĩ của chúng tôi nghèo, yêu nghề mà chúng tôi rất nghèo trên các đầu. Thành ra thật sự hôm nay là Tiền rất là cảm động, rất là cảm động. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đã nghệ sĩ mà có được ngày hôm nay là sự nâng đỡ của quý vị, có cơm no áo ấm là nhờ của quý vị. Nên anh Tiền mong rằng với báo chí, xin báo chí
tiếp tục hưởng ứng chương trình này để giúp đỡ cho nghệ sĩ cơ nhỡ, nghèo khổ và bệnh tật. Tôi nghĩ đây là một cái tấm lòng vàng của quý vị đã dành cho nghệ sĩ chúng tôi. Chúng tôi xin sâu động tận đáy lòng, chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, kính thưa quý vị, là hồi nãy của nhà trường nói hôm nay là có những nghệ sĩ đại danh đến với trường Cô Cơm và bỏ tiếng phỏng vấn anh Năm với chị Mộng Tiền nãy giờ. Mà nãy giờ nói như vậy thì quý vị cũng thấy rằng đó là cũng cái sự mà tâm sự của anh Năm và chị Mộng Tiền rồi. Thì cũng mong rằng cái chương trình ngày hôm nay, đặc biệt rất nhiều YouTuber là mong rằng cái chương trình này sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn và lâu dài hơn. Anh Bộ nói được. Dạ thôi vậy nhiều anh bổ xuống rồi chương trình văn nghệ của chúng ta xin được tiếp diễn. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của mình quý mạnh thường quân.